Đây là sân vườn nhà bác Mạnh ở Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội. Xin mời các bác anh em tham quan sân vườn. Đây là bác Mạnh. Xin chào bác. Chào tất cả anh em. Các bác anh em tham quan qua khu vườn một chút nhé. Một khu vườn rất là rộng. Và cây cảnh thì được bác Mạnh bày chật kín sân vườn này. Các bác anh em xem qua không gian nhà bác Mạnh, sau đó sẽ xem chi tiết một số cây và tham khảo giá. Một cái mái nhà cổ này, không gian cũng khá là đẹp. Khu vực trước sân thì bác Mạnh để những cây nhỏ và tầm trung. Bây giờ các bác ra vườn xem một số cây và tham khảo giá nhé. Giọng chủ nói hay. Giọng nghe hay. Đây là cây lộc vừng này. Một tác phẩm lộc vừng ba thân. Các bác hãy xem kỹ tác phẩm này nhé. Đúng với xu hướng chơi cây bây giờ đây. Lùn lực. Con này thân nó sụn xịn hết rồi. Cột rất già. Già kinh khủng luôn. Cây này cũng được làm giật khá là kỹ. Con này cắt giật nhiều mà, tay cắt rất là kỹ. Tổng là dáng đẹp. Cây này thêm một chút tán nữa thì là ok. Làm tán rất là nhanh. Bởi vì cây lộc vừng không cần cầu kỳ như là xanh xi. Tán để tự nhiên ấm tán là ok rồi. Các bạn cốt cây đã ổn rồi. Cây rất là già. Cây này cũng nguyên bản các bác nhé. Không có những cái vết mục lỗ nhiều. Cốt tạc luôn, cốt này cốt niềm luôn. Cốt nóng quá. Alo. Cây lộc vừng này thì bao nhiêu thì giao lưu được bác Mạnh nhỉ? Cây này thì với cái giá giao lưu thì 12 triệu thì mình giao lưu. 12 triệu cốt lộc vừng này các bác nhá. Cũng là cây hiếm có, khó tìm đây. Bác so sánh một chút này. Thân chỗ nhỏ này trên gang này. Hoành gốc chỗ này phải trên 4 gang. Hai gang mà chưa được nửa các bác nhé. Các bác xem cái thân nhỏ này cũng trên gang này. Già nhăn nheo như thế này. Đây là một cây xanh ký đá. Cây xanh quê này. Dòng áo đẹp lắm. Bác Mạnh nói luôn là xanh quê để các anh em mới chơi khỏi phải lăn tăn nhiều. Cây này dòng áo rất đẹp. Lá nó đẹp như na móng luôn, lá nó dày. Dễ khỏe này, dáng đẹp này. Ký đá cũng khá là nghệ thuật. Đấy, dễ rất là khỏe này.
Bác xem tổng dáng của cây xay này. Cây này cũng được làm là cũng được giật rất là kỹ các bác nhá. Giật rất là nhiều lần các bác xem này. Dăm cũng được giật này. Một tác phẩm xanh quê nhưng rất là tuyệt vời này. Cây này thì bao nhiêu bác Mạnh nhỉ? Cây này thì mình sẽ giao lưu 55 triệu. Cây này nó cũng già rồi nhé. Cái rễ nó có màu vàng này. Đây có một tác phẩm lập vừng cũng rất là đẹp này. Bác xem kỹ tác phẩm lập vừng này nhé. Lùn lực, già cây. Đấy, quá là già luôn. Cũng nguyên bản không bị mục lũa nhiều. Thân cũng được giật nhiều lần này. Kiểm tra một chút này. Một gang này. Hai gang này. Hai gang cũng chưa hết nửa các bác nhé. Chỗ nhỏ này với hai gang này. Bên này. Chân nó quằn quại. Chân của nó hay này. Lu cục này. Và nó già nhìn thấy như thể đá này. Bác nhìn này, màu da của nó như màu đá luôn. Cây này cũng nguyên bản. Không có mục lũa nhiều các bác nhá. Đường chuyển của thân cũng khá là hay này. Những cái đường chuyển của thân và tay cành cũng rất là nghệ thuật. Chứng tỏ là chủ nhân tạo tác cũng khá là khéo léo. Tổng dáng đẹp. Một cây lùn lực đúng với xu hướng trái cây bây giờ. Cây này là bao nhiêu tiền bác Mạnh? Cây này là 28 triệu. 28 triệu cây lập vừng này các bác nhé. Thân của nó cũng nguyên bản các bác nhé. Những cái vết cắt của nó liền với cần hết rồi này. Không có những cái vết mục lửa nhiều. Bác xem kỹ cây lập vừng này nhé. Đây này, những cái vết của nó mím hết rồi. Những cái vết giật cả cành nhỏ này mím gần hết rồi này. Đây cũng là thuộc là hàng hiếm đây. Một tác phẩm lập vừng rất là tuyệt vời. Lùn lực. Xanh Nam Điền hai thân đây. Xanh ký đá. Bệ dễ khỏe này. Mấy năm trước là làm đá là cái da nó sượng một tí, bây giờ nó trở lại một chút, được một chút màu vàng, còn trước kia nó hơi bị sượng da một tí. Bông dăm có được là giật kỹ này. Bộ tay cảnh cắt rất kỹ. Bác xem cái lá xanh Nam Điền này, lộc non của nó trong này, hơi quăn này, đây, cái lá già của nó này, nó nhỏ nó dày như này. Bác xem tổng dáng cây xanh này nhé. Cây này thì bao nhiêu thì giao lưu được bác Mạnh nhỉ? Cây này 150 triệu thì mình giao lưu được. 150 triệu tác phẩm này các bác nhá. Một tác phẩm của thuộc hàng đẳng cấp đây. Chân bệ rất là đẹp này. Bác xem nó khỏe như thế này. Cái này mà lúc nó ra lá non thì nhìn rất là đẹp đây.
Hiện nay là mới làm lại dăm nên cái bóng nó đẹp lắm. Nhìn nó chưa đã lắm. Nhưng nhìn như thế này cũng biết là chủ cây làm rất là kỹ. Những cái đường chuyển cũng rất là nghệ thuật này. Các bác xem giật rất là kỹ này. Để biết giật này. Chuyển hướng này. Giật quá kỹ luôn. Bộ tay cắt quá kỹ. Cây này khoảng 5 năm nữa thì giá trị của nó lên rất là nhiều. Những cái rễ nó phát triển mạnh, nó ôm đá chặt hơn. Và bông dăm nó mịn thêm một chút nữa thì giá trị của nó lên rất là nhiều đây. Các bác so sánh nhé, bàn tay một chút nhé. Chỗ này phải 3 gang này. Hơn 3 gang này. Một tác phẩm xanh Nam Điền đẹp như này. Tay cành được giật kỹ. Đường chuyển cũng rất là nghệ thuật. Đây là một cây dưới này. Cây dưới này lá nhỏ. Cái này rất là đẹp này. Cột nó già nhỉ. Già mốc đã rồi. Các cây dưới là phần lớn đều được khai thác từ tự nhiên. Và thiên nhiên cũng đã ban tặng cho nó những cái dáng vẻ rất là độc đáo rồi. Tán được làm là tự nhiên này. Cái đường chuyển của thân cũng quái này. Lên này. Xuống này. Tần như đá ấy này. 33. Cái này là bao nhiêu bác Mạnh nhỉ? Cây dưới này là 16 triệu. 16 triệu cây này các bác nhá. Một cây dưới rất là đẹp, bông tán cũng khá là mịn rồi. Dăm được làm kỹ này. Đây là cây xanh dáng trực huyền, xanh ký đá, cũng được giật rất là kỹ cây này. Cái này cũng già rồi nhỉ. Cái nào cũng được giật rất là kỹ này.